bà bé là gửi cho Lực cô bác. Hôm qua thì cháu Lực có nhận được một cái khoản là của bà bé là 16 triệu là 400 là 32 nghìn. Con xin chào các ông, các bà, các cô, các chú. Cháu Lực xin kính chào quý ông bà cô chú anh chị. Chào mừng quý ông bà cô chú anh chị đã quay trở lại nội dung mới trên kênh Bạn Em. Một ngày mới cho tất cả quý ông bà cô chú anh chị thật nhiều niềm vui trong cuộc sống. Thưa các bác, sáng sớm nay thì có vẻ là lên trên nhà của các em thì sương mù khá là nhiều các bác ạ. Hầu như là thời gian này thì nếu mà lên trên vùng cao thì không thể tránh khỏi được là những cái trận sương mù mà phải nói là rất là dày đặc các bác ạ. Như bây giờ là ra kia chỉ có nhìn độ tầm đâu đó là 15 đến 20 mét thôi. Đấy, và hôm nay cháu Lực lên trên nhà của ba anh em thì lại tiếp tục nhận được một phần quà là của bà bé gửi cho ba anh em các bác ạ. Đấy, và mua một cái quạt với lại thêm là thịt nữa. Bây giờ thì mình là hộ anh cầm 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 đi vào nhá. Đây, một tay của anh xách một bên. Từ trong này vào thì không lấy xe được vào rồi nhỉ? Bây giờ được anh ạ. Bây giờ được nay, à? Sáng nay vừa sửa. À, thế là sáng nay là mình ra đây sửa à? Mẹ thì có ở nhà không? Có anh ạ. Mẹ có à? Đường này thì phải nói là sau khi có một cơn mưa vào các bác là nó tạo thành cái khe cái rãnh rất là lớn. Thế là sáng nay là một mình em nó sửa thôi à? Không, cả làm bên này ai đi anh cũng sửa anh. À, là cả làng à? Vâng. Ồ. Nhà ai ở bên này thì anh cũng sửa. À, thế là nhà ai đi là nhà ai là nhà nào có mặt ở đấy có sửa à? Và vâng. Sửa. Vâng. Một nhà tầm bao nhiêu người? Một người anh ạ. Một nhà một người à? Vâng. Ồ, ở đây thì có vẻ như là tạo thành khe rất là lớn nhỉ. Giữa này là rừng của nhà ai đấy hả? Rừng nhà trên này. Rừng nhà trên này à? Ui, khi mà đi vào thì không thể tránh khỏi được rằng là sẽ bị sạt lở như này cô bác. Ui, chỗ này thì nguy cơ là bị sạt rất là nhanh nhỉ. Trên kia thì có một cây to nữa. Ui, dưới đây mà không để ý mà ngã xe thì xuống đây cũng đi sâu phết đấy nhỉ. Vâng. Tít xuống hụp dưới kia kìa. Lần trước bố em chưa mất, bố em rơi đây này. Rơi đâu? Đây. Rơi ở đây á? Đâu rơi ở đâu? Rơi đây xuống đây. Rơi xuống đây á? Nhưng mà đi đi xe là như nào? Đi xe. Đi xe à? Vâng. À. Thế là bố em là rơi xuống đây. Vâng. Thế là đấy là người có bị sao không? Không anh ạ. Không à? Thế cả xe cả người là rơi xuống như kia hết á? Vâng. Ôi dồi. Chỗ này thì có vẻ như là mới bị sạt à? Vâng. Nhìn đây này. Hôm qua bị sạt. Ôi dồi, chỗ này mà bây giờ đi xe vào là đi rất là nguy hiểm của bác ạ. À, đường này thì đâu đó là tầm độ 60 phân thôi mà không để ý chật bánh cái là dê bánh là đi xuống hụp kia. Mà chỗ này thì cũng sâu hết đấy chứ bác. Tầm độ xuống là tầm độ 10 mét. Này thì bây giờ sửa xong thì gọi là nếu mà đi thì đi được một người thôi nhỉ. Này, không ai được đồ đâu. Còn phía bên này thì khá là dốc này. Đấy, thành ra là cháu Lực là quyết định là để xe bên kia xong là gọi em Mìn ra hộ cháu Lực cầm đồ vào một chút. Hôm qua thì cháu Lực nhận được một khoản kinh phí rất là lớn từ bà bé để mà gây dựng cái quỹ. Xong là đưa em Mìn là đi học. Bà cũng rất là mong muốn là đưa em Chùa là đi học. Bà cũng rất là mong muốn là đưa cả mình đi học ấy. Nhưng mà mình thì cũng có tâm sự nhỏ với cháu Lực rằng là hiện tại là em ấy không thể đi được đâu cô bác ạ. Là em ấy phải ở nhà để mà làm lụm rồi. Thế như mình, như em Quỳnh như này có vợ mấy là sao? Mấy nó sinh con thì có ở riêng không? Không, chắc là để chùa, để chắc là không anh ạ. Không á? Vâng. Là vẫn ở với nhau à? À, ở bên nhau để có người cưới vợ mới ra. À. Hầu như là trên khu nhà của mình là cái ruộng xong hết rồi nhỉ? Vâng, xong rồi anh ạ. Đấy, thấy là lên tốt này đấy. Cái nhà của mình thì thường thường là có bón phân không? Phân đạm gì ạ? Có anh ạ. Có à?
Những lần mà bón này thì đi đâu lấy tiền về để mà bỏ, để mà mua? Đi làm anh. Đi làm à? Là mìn là đi mua mìn, mìn là đi làm à? Vâng. Ôi chỗ này bị sạt từ đâu ra đấy mìn? Ngay đây anh. Ngay đây á? Vâng. Ôi chỗ này bị sạt rồi. À đây trên này à? Vâng. Ôi rồi. Cảm thấy như là bị sạt mỗi góc nhỏ nhỏ nhưng mà xích chó chưa đấy? Chưa được kịp tên à? Hay là đi, hay là không ở nhà rồi? Có nhưng mà mẹ đang đi xích. Từ từ đã, đợi anh nhá. Thật sự ra chó của nhà mình thì rất là ghê các bác ạ. Kiểu là chỉ đâu vào chưa quen đấy. Nếu mà vào thời gian đấy thì là sẽ quen hết thôi. Hôm nay anh thấy là cái cây này có cái tai mèo rất là nhiều đấy. Nhưng mà bây giờ nó không có hay sao? À không, nó có rồi. Cái gỗ ẩm như này là hay có nhỉ? Sáng nay trên này thì có mưa không? Sáng nay có anh ạ, nhưng mưa bé. Sáng nay là mưa bé à? Không mưa to như hôm qua nữa à? Không anh ạ. Ở trên này thì có vẻ như là mưa to quá nó bị đọng lại đây này. Dưới này thấp quá nhờ. Vâng. Nhưng mà cũng không ảnh hưởng tới cái chân nhà cả cô bác ạ. Đấy, nhưng mà tuy nhiên thì hầu như là ngôi nhà trình tường thì là không bị mưa gió thì là nó sẽ bị con chuột này đào đi vào nhờ. Vâng. Đào đi vào để mà ăn thóc này kia nữa. Chỗ ngủ của mình là ở góc bên này à? Vâng. Chắc là mẹ xích xong rồi. Ừ, đúng rồi. Mẹ của mình thì năm nay mới có gần 60 đâu các bác đấy, nhưng mà rất là già rồi. Cảm thấy như là rất là có tuổi. Phải rất là đấm á? Phải rất là? Ừ. Ôi, mà anh đang làm gì đấy? Đấy, chào Quỳnh nhá. Quỳnh ơi, nhà làm gì đấy? Chào anh ạ. À, đây. Cho Quỳnh một cái này. À, Quỳnh chào đi. Cháu xin kính chào các bà. Cháu xin kính chào các ông các bà. Rồi, thế là vợ hôm nay bị sao là rán gì kia? Vợ bị làm sao ấy? Hả? À? Đau đầu à? À bị lâu chưa? Bị từ hôm qua rồi à? À vợ của Quỳnh là tên là gì nhỉ? Anh quên rồi. Cũng là tên Vân hay là Vàng? Vàng. Vàng à? À Vàng à, gửi một lời chào tới các bà đâu. Con kính chào các bà. Con kính chào các bà. Rồi, thế là hai vợ chồng trẻ là sắp chuẩn bị là sửa sinh rồi đấy. Ê, cả nhà ăn cơm chưa? Chưa. Vẫn chưa à? À đây là Trang nấu cắm lợn thôi à? Ủa tim mú ra bà? Ồ. Có vẻ như là đi vào trong nhà thì có kiến rất là nhiều các bác ạ. Cái này thì có chỗ là có xi, có chỗ là không có xi nhỉ? Thế nhưng chỗ có xi là trước là bị lún xuống à? Vâng. À. Mà xi. Một cân cắt đây cho tấm á. Hả? Hầu như là cái nền nhà này cô bác này, có những chỗ thì là còn xi một chút, có những chỗ thì bị lún xuống rất là nhiều. Một ngôi nhà mà ở trong thì rất là nhỏ nhưng mà có rất là nhiều người cùng chung sống và ở với nhau. Hầu như là mỗi người là ở một góc, thậm chí là nếu mà không có chỗ ngủ là còn dài xuống dưới cái phần nền nhà dưới này để mà ở cô bác ạ. Hôm nay thì chùa đi đâu rồi Quỳnh? Chùa đi Trân Châu rồi anh. Chùa đi Trân Châu à? Chùa thì là buổi sáng sớm đấy cô bác. Đây hôm nay trời lúc lên khá là sớm luôn. Buổi sáng thì em ấy là ở nhà làm thêm là một chút công việc, còn buổi chiều thì sẽ để em ấy để mà đi học thêm. Đấy, học thêm thì là được em rể cho Lực là kèm cặp cho em ấy. Thực sự ra thì ở trên xã của bác ạ, thấy các thầy cô giáo thì người ta nghỉ hưu ấy, là người ta toàn nghỉ hè đấy, người ta toàn là về quê cả thôi, là cũng không có ở trên này, thành ra là không có thầy giáo để mà dạy thêm.
Đấy, mình thì dùng thử quạt kia xem là lên lên trên này nó có lên không. Vâng. Tại vì là vừa rồi là anh thử dưới kia thì lên. Nhà của các em thì cũng có một cái quạt của bác ạ đấy, nhưng mà tuy nhiên thì quạt này là nó bị hỏng rồi. Thành ra là bà bé có theo dõi được thì bà có nhắn với cháu Lực rằng là mua cho gia đình là một cái quạt. Đến những ngày mà hôm nay, những ngày mà bình thường như này thì chả sao đâu, nhưng mà cái ngày trời nắng đấy, ở trong nhà thì rất là nắng, rất là nóng. Sau này nếu mà Vân mà lớn lên là có lấy vợ thì là ở nhà lại đông người hơn. Thử từng số nào, thử các số cho nào. Thử sợ rằng số 1 nó không lên số 2. Lên đúng không? Đấy, lên rồi nhá. Nếu mà nó không lên thì là bảo anh để mà đem lên xuống nhà dưới kia để mà giả nhá. Vâng. Đây, và kèm theo đó thì là mua lên cho là hơn 5 cân thịt nhá. Vâng. Đấy, tại vì sao lại mua nhiều các bác, nhà của gia đình của mình thì có tận tới là 5 người cơ. Còn như các bác nhìn thấy đây, em nào em đấy thì đều nhìn khuôn mặt rất là xanh xao, tại vì là rất là thiếu chất đạm. Thế còn đây là đôi vợ chồng phải nói là rất là trẻ các bác ạ. Trẻ, chắc là trẻ nhất ở trong làng chứ nhỉ. Có ai lấy vợ sớm hơn chưa? Có ai lấy vợ nhỏ tuổi hơn Quỳnh không? Không anh ạ, bây giờ. Không à? Thế là một mình là Quỳnh là lấy thôi à? Ừ. Đấy, năm nay mới có, sang năm là 18 tuổi rồi, 18 tuổi là bắt đầu là lên chức bố rồi đấy nhờ. Đấy, còn vợ thì năm nay mới có 16 tuổi thôi các bác. Phải nói là tuổi còn là đang tuổi ăn tuổi học mà các em đã phải là lấy vợ lấy chồng rồi. Ở đây thì là gọi là được sự sắp xếp của người bố với người mẹ. Thành ra là các em là lấy vợ lấy chồng rất là sớm, và cái tâm nguyện cuối cùng của người bố trước lúc mà ra đi với các bác thì cũng có gọi là nhìn thấy mặt con dâu của mình là ra nhà mình để mà giúp cho mẹ công việc là đồng áng, cũng như là một người phụ nữ để mà nói chuyện với lại mẹ của các em nữa cô bác. Ở bên ngoài thì hiện tại là cháu Lực nhìn thấy là có sương mù rất là dày đặc cô bác ạ. Hôm nay lên thì là không có gặp là em Chùa là ở nhà rồi, chỉ có là em Mìn với lại em Quỳnh, thêm là vợ của Quỳnh và mẹ nó thôi. Và ngày mùng 4 tháng 7 thì trước anh có nhận được một cái khoản là của bà bé là mua thức ăn này kia cô bác, là còn dư ra là 525.000. Và hôm qua ngày mùng 4 tháng 7 thì cháu Lực lại tiếp tục nhận được là một số tiền rất là lớn đến từ bà bé. Thứ nhất là để mà gây một cái quỹ cho em chùa là đi học. Đấy, hiện tại thì là hồ sơ thì anh cũng đã nộp xong xuôi rồi. Đấy, còn về ngôi trường của em chùa học đấy các bác, thì cháu Lực cũng đã nói rồi các bác, để mà kinh phí đóng vào đấy thì nó cũng không bao nhiêu cả, nhưng mà chỉ có kinh phí là anh là Quỳnh ở trọ này kia thôi. Đấy, mình là ở trọ em chùa là ở trọ này kia thôi, thì nó mới đắt ở chỗ đấy thôi. Đấy, tuy nhiên thì là bà bé rất là có duyên với lại thứ nhất là gia đình của các em, và thứ hai thì là em chùa. Đấy, bà cũng có ngỏ lời là mong muốn là em đi học ấy, nhưng mà vì một cái lý do nào đấy là em không có đi được. Đấy thì rất là mong sang năm thì nếu mà như em có đi học được thì là em bảo với anh nhá. Thế nhưng mà nếu mà bây giờ đi học ấy thì là học từ lớp mấy đi? Không biết được anh. Không biết à? Thế hồ sơ này kia thì đã rút về chưa? Chưa anh ạ. Vẫn chưa à? Thế là vẫn còn hồ sơ là vẫn còn ở dưới kia à? Vâng. Thế là hồ sơ là vẫn nằm ở chỗ trung tâm. Vâng. Thế hôm nào anh đi xuống đấy thì anh thử hỏi xem là có lấy được hồ sơ về không nhá. Vâng. Lấy được hồ sơ về cho mình để nhà lúc nào cần thì còn là dùng. Đấy, và quay trở lại vào cái tiền quý của bà bé là gửi cho cháu Lực cô bác. Hôm qua thì cháu Lực có nhận được một cái khoản là của bà bé là 16 triệu là 400 là 32.000. Và trong đó thì là để vào quỹ cho em chùa đi học là 600 đô.
600 đô là tương đương với lại 15.180.000. Thì cái khoản này lúc nào mà chi thêm đi xuống ấy, đi trọ này kia sắm sửa đồ cho em ấy, thì cháu Lực sẽ trích cái số tiền này ra để mà mua. Và 50 đô bà gửi cho cháu Lực là tương tổng tất cả là 600, là 50 đô thì đổi ra tiền Việt được 16 triệu là 432.000 các bác ạ. Đấy, còn 600 đô thì là bỏ vào quỹ cho em chùa đi học, còn 50 đô thì là cho em quay phim của cháu Lực là 500.000. Thì cái phần này thì cháu Lực đã cho rồi. Đây thì bà đã dặn cháu Lực trước rồi đấy, tuy nhiên thì bà là chưa chuyển cho cháu Lực, và đến hôm qua thì là bà mới chuyển cho cháu Lực đấy. Và còn dư ra là 50 đô thì còn dư ra là 752.000, là cộng với lại thêm là 525.000 hôm nọ cháu Lực mua mua nữa. Hôm nọ cháu Lực mua và số tiền còn dư đấy là bằng là 1.200.000, là 77.000. Và hôm nay lên thì mua cho gia đình là một cái máy quạt. Đấy, cái máy quạt thế này thì đến cái ngày bình thường thì là thời tiết là rất là mát 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 dịu nhỉ. Còn là hôm nào trời nắng thì rất là nắng, là cháu Lực mua hết là 500.000 và mua thêm là hơn là 5 cân thịt, thì người ta lấy một cân là 140.000 các bác. Thì cháu Lực mua hết là hơn 5 cân thì người ta lấy 700 là 77.000 các bác. Thịt lợn này thì không phải là hôm nào người ta cũng mổ đâu. Có hôm bây giờ thì gọi là gần đến ngày rằm đấy nhỉ. Đến ngày rằm thì là mổ. Thế mà đến rằm thì rảnh thì đi xuống với anh chơi nhá. Vâng. Đấy. Còn vừa rồi thì cháu Lực cũng gửi cái phần quà cho gia đình rồi đấy. Thịt này kia thì là mọi cái thì biết dùng để nấu để xào đúng không? Thấy gia đình các em thì lại đông người hơn, cho nên là cháu Lực là phải mua lên nhiều. Tủ lạnh thì không có thì có thể là ướp muối nhá. Vâng. Hoặc là dùng để treo cũng được. Vâng. Ướp với lại hạt dồi mắc khén một chút xong là để treo lúc nào mà làm như kiểu làm thịt treo các bếp ấy. Đấy, cái đấy thì đã từng làm chưa? Có anh. Có rồi à? Đấy, các em thì là lớn hết rồi cô bác, thành ra là cháu Lực dặn các em thôi, các em cũng biết làm chứ không phải là cháu Lực là bắt tay đi vào làm nữa. Thế thì mình thì gửi một lời cảm ơn tới bà bé nhá. Bà bé thì hầu như là rất là thương các em đấy, và đặc biệt là bà có giúp đỡ cho em chùa là đi học. Con xin cảm ơn bà bé, bà chúc bà bé hạnh phúc ạ. Và bà đấy thì gia đình mình thì đã chưa nấu cơm đúng không? Vâng. Thì một tí thì có thể là đến mấy tầm mấy giờ thì nấu cơm? 10 giờ anh. Tầm 10 giờ à? Vâng. Có thể cũng sắp xỉ là 10 giờ là chuẩn bị nấu rồi nhỉ? Vâng. Hay để một tí thì sẽ nấu cùng các em một bữa của bác. Đấy, còn đấy, anh em nói cho mình ấy thì là mình là mình là bảo lại với mẹ nhá, là số tiền mà bà bé gửi cho bao nhiêu để đưa cho em ở chùa đi học nhá. Tạm má khắc khẩu mèo cảm ơn bóng cắm rồi tạm má. Cảm ơn là bố ca. Cảm ơn là khẩu nông ra đây. Đấy, cảm ơn bóng. Hát khẩu mèo ạ cả. Hát như đờ hình đây cả lắm, hát cả lắm rồi, hát như đây. Ba, chào. Ở đây cố khó khăn lại cố khó khăn nên cho sẽ trở ban cố ban bảo tử là cố yên dòng xe chạy cố mà lộ dòng xe ở lên đó cho nên ban bảo tử là cố tiêu ở nên cho cần gọi lên ai thao mi rằng phụ trong đại cố mi thấy cho cố tu thiền tu sa ha cố cố anh nhớ gì làm để cứ mà ta cái mua cứ nào cứ hậu ha ai cố cho mà lộ dòng xe ở lên đó sư cố hai lý sư là cố chụp bao hình đâu. Thế thì mình thì hộ anh dịch lại được không? Tại vì là mẹ nó nhiều quá, anh không mẹ nó dài quá anh không ấy được. Mẹ bảo là mẹ cảm ơn bà và mẹ. Thấy cơ bà có tứ gì ra gia đình mình khó khăn rồi đúng không? Đúng rồi. Thế thì câu đấy thì là gì? Xong rồi tiếp câu đấy là gì? Bảo là ta nghèo và bà giúp đỡ và mẹ cảm ơn bà rất nhiều. Đấy là vừa rồi là vào những cái lời mà mẹ gửi, cũng như là trước tiên là đến bà bé, và thứ hai thì tất cả các bác ở trên kênh nhà. Đấy, còn
đấy, thanh niên này thì là lập gia đình sớm đấy các bác này, được bố mẹ là lấy vợ cho nhờ, không phải là tự đi lấy nhờ, bố mẹ lấy cho. Bố mẹ lấy cho. Ôi sao mặc quần áo này rách rách thế, nọ quần áo anh mua cho đâu hết rồi? Mang đi để có đi để dành cho nó mới à? Vâng. Đừng để dành cho nó mới, quần áo thì anh mua cho thì cứ mặc đi nhá. Hôm nọ là Quỳnh chọn mua quần áo cho em chưa? Hả? Có hay không? Có rồi à? Rồi. Đấy, Quỳnh gửi một lời cảm ơn tới bà bé nhá. Đang chưa biết nói à? Câu đầu tiên là con cảm ơn đấy. Con cảm ơn bà đã quan tâm gia đình con. Đấy, con chúc bà gặp mà thấy nhiều sức khỏe. Con chúc bà gặp thấy nhiều sức khỏe. Rồi. Đấy, thế là hai vợ chồng là sắp đẻ như này thì quần áo em bé với lại tá tiết thì có chuẩn bị được chút nào không? Vẫn chưa à? Ừ. Hai vợ chồng thì tự lập rất là sớm, cộng với lại là lập gia đình rất là sớm cô bác, cộng với lại là hai bạn thì còn rất là trẻ nữa. Thế là năm nay là đẻ con năm con rồng đấy nhỉ? Biết con rồng không? Có. Đó, năm nay là năm con rồng mà. Rồng. Hả? Rồng là con rồng là rồng à? À. Rồng là cùng với anh đấy, anh cũng năm con rồng mà. Thế hôm trước thì là đã biết là con trai con gái chưa? Chưa, luôn đi lần trước thì bảo là con trai nhưng mà đi lại đi lần sau bảo là con gái không biết à? Là bảo con gái à? Vâng. Thế là mỗi lúc là bác sĩ đã nói một câu à? Vâng. À. Thế là vằn vằn đúng không? Vằn đúng không? Thế là vằn là sao mẹ thì đã chuẩn bị tinh thần chưa? Chuẩn bị tinh thần làm mẹ chưa? Độ tầm vài tháng, độ tầm 1-2 tháng nữa là gia đình mình là đón thêm một thành viên mới rồi nhờ. Đấy. Gặp gì khó khăn thì có thể là bảo anh nhá. Đấy. Đây là không... không được để ở nhà đâu nhá, đi xuống dưới bệnh viện để mà đẻ đấy nhá. Vâng. Đấy, không là mẹ lại là đỡ đẻ cho đấy. Rồi mẹ lại hóa thân thành là bác sĩ để mà đỡ đẻ cho thì ở nhà rất là nguy hiểm đấy. Nó lúc mà xảy ra chuyện gì thì là ân hận cả cuộc đời luôn. Đây cũng xin thay mặt là gia đình gửi một lời cảm ơn tới bà bé rất là nhiều. Chúc bà gặp nhiều điều may mắn trong cuộc sống và chúc bà luôn luôn vui vẻ. Cảm ơn bà đã tin tưởng cho cháu Lực để mà gây dựng một quý cho em chùa đi học. Và bà cũng rất là mong sẽ được em Min là đi học thêm nữa. Thì sang năm sau, bây giờ thì chỉ có sang năm sau thôi cô bác. Sang năm sau thì... nếu mà mình là đi học thì sang năm sau thì mới có thể là đi học được thôi. Năm nay thì là chế mất rồi. Đấy, và trong thời gian vừa rồi thì nếu mà có cái gì mà cháu Lực làm mà không đúng ý với lại các cô bác Mạnh Thường Quân ấy, thì các bác có thể là nhắn tin cho cháu Lực và hay là để những cái phần bình luận của các bác thôi cũng được. Đấy, tuy nhiên thì là mỗi góp ý, mỗi gọi là mỗi câu góp ý của các bác nó là một cái động lực cho cháu Lực rất là nhiều. Chỉ cần đôi lúc chỉ cần nghe cái sự góp ý của các bác thôi thì cảm thấy như là công việc của mình đi làm nó rất là đúng đắn và nó không hề sai trái một chút các bác. Đấy, tuy nhiên thì trong đó thì có thêm là một số cái mà một số cái bình luận tiêu cực của bác, chỉ cần vào gọi là xem thôi thì cảm giác như là cảm xúc của mình đã rất là nản rồi, hầu như là cái gọi là cái công việc để mà làm thiện nguyện nó rất là áp lực đến với lại hầu như là những người nào mà đi làm mà thiện nguyện với cô bác, và đặc biệt là nếu mà cái tiền nong mà không có được minh bạch thì không được sự tin tưởng của các bác thì
không lại không được các bác là đồng hành cùng nữa. Ôi rồi có vẻ như là sương mù nhiều đấy nhở? Mình à. Vậy hầu như là lên trên nhà các em là lúc nào cũng bắt gặp là cái sương mù này rất là nhiều các bác. Vậy vừa lên trên nhà. Ui dồi. Cái gì nổ ấy nhở? Chắc là cái cây à. Vậy vừa lên trên nhà của các em với lại gia đình thì cũng vừa mới đến bữa là nấu cơm. Có hôm thời gian này thì có thể là nấu cơm từ 10 giờ đấy, nhưng mà nếu mà đến lúc nào mà làm việc ấy thì là người ta nấu, gia đình nhà nấu rất là sớm. Còn cái này là để cho con gì đấy ạ? Con gà. Thế là ở nhà là nếu mà không đi đâu làm gì là ở nhà là té ngô như này à? Vâng. Té bằng tay thôi nhỉ? Đấy thì té cho nó hết hay là như nào? Cho đeo một cái. Cái này là té cho nó hết hay là chỉ té cho được một chậu này thôi? Được một chậu này cho con gà ăn thôi. Một chậu cho con gà ăn thôi à? Vâng, lúc nào hết rồi. À, đấy, lúc nào hết là mới lại té đúng không? Đúng. Ồ, thế là đi lấy về là để cả vỏ à? Vâng. Để cả vỏ, cả quả như này đúng không? Để như này thì nó mới không có con mọt nhiều nhỉ? Ui, càng ngày sương mù càng nhiều nhờ. Thế là chú ngủ của mình là ở phía bên này à? Vâng. À. Ồ. Ôi, anh tưởng là ngủ giường to cũng không phải à, ngủ giường nhỏ nhỏ thôi à? Vâng. Ở bên này thì cháu được nhìn thấy là cũng chỉ dùng cái tấm chăn để mà giải thôi các bác ạ. À, giường thì làm lâu chưa? Chưa anh ạ. Chưa? Vâng. Thế là ở đây có một cái cuộn nhựa này, cuộn nhựa đi kéo nước à? Vâng. À. Ơ nhưng mà bếp kia có một cái, cho đây lại có thêm một cái nữa. Vâng. Lúc nào mà à cái bếp này là trời lạnh quá là Vâng. Là sưởi đúng không? Vâng. Ồ, cái này thì có vẻ như là em chùa em à em mìn. Em mìn là mới làm thôi nhà này ấy. Nhà này á? Ờ chỗ này ấy. Nhà này làm lâu anh ạ. Làm lâu rồi nhưng mà chỗ ngủ ấy, chỗ ngủ thì làm lâu chưa? Chưa anh ạ. Chưa à? Vâng. À, thế là chú ngủ thì là mới làm đây chứ không là trước là ngủ ở kia đúng không? Vâng. Thế là từ lúc là có vợ của Quỳnh về thì là mới làm à? Vâng. À, em mới ra đây ngủ chứ không là trước là ngủ trong nhà kia hết đúng không? Vâng. Còn là về cái nhà trình tường này các bác, hầu như là đi vào nhà nào thì cũng nhìn thấy là nứt rất là nhiều này các bác này. Đấy, bị nứt thế này. Phần dưới chân thì bị cái cỏ con... con chuột nó đào rồi, lại đi, anh em mình đi rửa đồ rửa đạc đi, rửa thức ăn đi. Đóng cửa vào chứ không tí gà vào nhở? Cái cửa bên ngoài thì có vẻ như là mưa hắt vào đấy, là dùng cái tấm vỏ ni lông này để mà. Vợ của Quỳnh là đang nấu cơm rồi đấy. Đây là nấu mấy bát đấy ạ? À? Em nấu bao nhiêu bát? Yêu bấy à? À là 3 bát đúng không? Đó. Chặt giá mới đi lấy chặt giá à? Chặt giá. Hả? Chặt giá nó mới chỗ đi chặt lửa lạ. Vậy vào trong nhà thì là dùng cái bếp củi nhiều ấy là nó hóa thành như như kiểu là mực rồi đó các bác ạ. Rất là đen ở trong cái ngôi nhà luôn. Chú ngủ hai vợ chồng em thì phải nói là rất là đơn giản thôi các bác ạ. Này thì trời không mưa thì còn là đi ra đây mà rửa được, nếu mà trời không mưa thì phải xách nước vào trong nhà. Vâng. Ừ. Có vẻ như là có một tí mưa phùn rồi đấy, mà không mưa ấy.
Đấy, đằng sau thì cháu Lực nhìn thấy là ở phía bên kia thì có một cái chỗ là cũng bị sạt cô bác ạ. Bị sạt nhỏ nhỏ ấy. Cái đường, con đường bê tông này ai đổ ấy? Chưa, đổ ngay nhà bên cầu nguyện kia anh ạ. À, là đổ đi vào đấy à? Ừ. Thấy là cũng chỉ đổ có một đoạn thôi nhỉ? Vâng. Đây là rửa xong là cái nào mà không ăn đến là một tí là dùng để ướp ướp muối nhá. Vâng. Chứ không là nó sẽ bị mùi đấy, nhà các em thì không có tủ của bác ạ. Ở đây thì là sẽ có một số cô bác nói rằng là không có tủ mà tại sao lại mua nhiều thế thì thực sự ra thứ nhất thì bà bé là bà ấy dặn cho cháu Lực, và thứ hai thì hầu như là lợn ấy là người ta mổ rất là ít, cuối tuần thì người ta mới mổ thôi. Đấy, hôm tuy nhiên là hôm nay là không phải cuối tuần thì người ta là người ta mổ, bởi vì là như là sắp đến rằm hay sao, sắp đến là ngày rằm ấy. Em chùa thì trước thường thường là đi chăn trâu là đến tầm buổi tối mới về. Đấy, nhưng mà tập này thì em chỉ chăn trâu là đến buổi trưa thôi. Đến buổi trưa thì em mới lại về rồi. Đấy, còn chùa thì một tí nó sẽ đợi cháu Lực ở đây, là đợi em ấy để mà đi đi xem trâu về xong là cùng với cháu Lực để mà đi luôn, đi thì xuống dưới để mà cho em ấy học thêm cô bác ạ. Học thêm mà để mấy đứa đi vào trường thì kết quả thi thì nó mới đạt. Như các bác có bây giờ thì hầu như là đi học vào đi trường nào cũng thế, người ta thi có người là không được là còn là thi trượt luôn đấy các bác ạ. Lợn này thì là lợn là đen bản cho nên là cái lớp mỡ nó rất là dày các bác ạ. Nhà mình thì mấy năm nay thì có nuôi được lợn không? Không anh ạ. Không à? Có con lợn nào không? Có nhưng mà toàn con bé hả? Có con bé thôi à? Ừ. Này lợn nếu mà nuôi thì là nuôi để bán hay là nuôi để thịt? Nuôi nếu nuôi được thì có con thì bán, con để nuôi để thịt thôi anh ạ. Ừ. Thế thì một năm thì thịt một con hay là như nào? Một năm thì một con thôi anh ạ. Một năm một con à? Vâng. Lúc Tết thì mới thịt à? Vâng. Thế nếu mà con mổ lần Tết thì rơi tầm bao nhiêu cân? Tầm 100 cân nhưng mà phải 3-4 năm con đấy. Ồ, thế là 3-4 năm thì mới được 100 cân. Vâng. Thế năm nào là mổ con lợn to nhất em có nhớ không? Có anh ạ. Có à? Ở đây thì hầu như là ba anh em mình chùa Quỳnh nhá các bác ạ, thì đều là chung chung kiểu như là một gen hay sao các bác. Thành ra là tóc của các em là lúc nào cũng cháu Lực nhìn thấy là có sợi bạc rất là nhiều này các bác ạ. Cái mùa này mà ở trong làng này không làm gì ấy, thì là mình là hay đi làm cái gì mình đấy? Bây giờ thì đi xuống xã đi cái hổ mới cái hổ đấy làm đi anh, đi làm đi đấy à, là đi làm đi đấy à? À, trong thời gian tới thì khi mà làm xong hết công việc ấy các bác thì các em lại tiếp tục là lên trên rừng để mà lấy củi này kia đó, lên trên rừng là gặp cái gì là lấy cái đấy, bán được thì bán. Thấy mẹ của
Các em là đi hái thêm bí về cô bác ạ. Trên này thì đến trên này thì hầu như là đến cái mùa rau nào thì ăn rau đấy là nhiều thôi. Rau riếc này thì là nhà tự có thì không phải đi mua này kia nữa. Tiết đâu mai tầm má bà nào? Đi ở tiết đâu mai. Lên được chứ. Cái chỗ này mà máy nước không cẩn thận là cũng bị sạt xuống đấy, mìn ạ. Đấy, hầu như là nhìn thấy là dưới này là chỗ này là hay buộc trâu nhờ. Hay buộc trâu thành ra là nó cọ cọ vào ấy, nó bị kiểu như là nó bị cả thành cái hủm ấy. Ở trên đấy thì có mấy cây sao mọc này. Ôi trời thì lại mưa rồi. Trời mưa thì để Quỳnh rửa nốt thôi các bác ạ. Mưa thì lại không có ghi hình được. Sợ rằng là máy quay sẽ bị hỏng các bác. Dưới gầm giường của Quỳnh là dưới này có nhiều chai lọ thế Quỳnh. Ôi đây này. Này không sợ có chuột à? Hả? Không sợ á? Dọn dẹp nó lại đi nhá. Hôm nào lấy chai lấy nhọ này để hết vào trong pép đi. Chứ không để như này là sợ chuột nó vào lắm. Có khi là rắn nó còn vào nữa, nhiều quá. Ở trên nhà các em thì hầu như là còn là nấu cơm bằng bếp củi này là nhiều các bác. Đây là nồi gang. Đây là chuẩn bị là nấu canh rồi. Đây, mỗi bữa ăn bao nhiêu thì là nấu bấy nhiêu xong là mìn là dùng để ướp muối nhá. Để ướp muối thì nó được sẽ được lâu hơn. Hầu như là cái phương pháp mà ướp muối này các bác là áp dụng rất là nhiều thôi. Hầu như là nếu mà gần đến Tết ấy, có nhà nào mà thịt con lợn là 70-80 cân ấy, là không ăn hết, là cũng chỉ để ướp muối như này để mà treo lên ví như kiểu là làm thịt lợn các bếp ấy. Đấy, thành ra là sẽ không có bị sợ mùi đâu các bác nhá. Ba anh em thì là khi mà bà bé theo dõi được ấy thì nhìn thấy là ai cũng mặt mày rất là xanh, và đặc biệt là em Quỳnh của bác, em Quỳnh thì là vất vả hơn, thành ra là lúc nào mặt cũng xanh xao này, mọi cái nữa. Đấy, với tội là sắp được làm bố thế nhỉ. Cái cột này là dùng để làm gì đấy? Cột này này. Cột này này. Trước định làm cái buồng ở đây à? Ôi tấm này thì lên thay rồi đấy nhỉ, đây này. Tấm này đen quá rồi. Tấm này thì bây giờ là bị dính cái như kiểu bụi đâu các bác. Bụi khói thành ra là bị dính cái tủa đen gì. Còn ở đây thì hầu như là cái giống gọi là giống của bác cháu được nhìn thấy là có cả tỏi này, tỏi bé này. Thêm ở đây là giống dâu với lại này kia nữa, rất là nhiều. Còn bên này là lá, như là lá thuốc gì đấy. Lá này lá thuốc gì đấy à, Mìn? Hả? À, là để nấu với thịt đúng không? Đó. Người nào da vàng đúng không? Thế là người nào da vàng thì là dùng cái lá này để mà nấu với thịt của bác. Nhưng mà cháu Lực cũng không có biết là nhìn lá này là như kiểu là lá nào nữa. Thuốc này thì nếu mà không có biết là gốc của nó, công dụng của nó thì là cũng không có dám để dùng tùy tiện đâu các bác ạ. Nó rất là nguy hiểm. Thế là chuẩn bị đặt thẻ vào điện thoại à? Thế là còn dùng bằng nạp đúng không? Ồ, thế đây là cái ví à? Này chị ăn ví á nè à? Cô bác này, đây là cái ví để mà lắm không ấy? Cái ví để tiền cô bác ạ. Đấy, nhìn thấy là trong này có 10.000 này, 20.000 này, những cái tờ tiền 2.000 nữa. Đây, bác,
Này 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 cho thẻ căn cước là à, thế đây là thẻ căn cước này, bảo quản rất là cẩn thận, bảo quản rất là nhiều cái lớp túi bóng ấy. Thế là đây là đang cào thẻ sau nạp điện thoại à? Vâng. Thẻ này thẻ bao nhiêu tiền đấy? 10.000. 10.000 à? Ừ. Mấy chiếc này. Mấy chiếc này ở cái xe, mấy chiếc ở lại à? Không có tiền thì là nạp thẻ để mà nạp thẻ ít thôi, có bác quả thế. Điện thoại này thì mua được mấy năm rồi? Thì nó cái máy mua tao từ xong rồi cả. Tao xong xài liệu. Được 1.5 năm à? Ờ. Và hôm nay thì Chuẩn Lực cũng đã gửi cái phần quà của bá bé tới cho gia đình của nhà mình rồi. Thì có lẽ là cái video này thì cũng khá là dài của bác. Hãy để cho gia đình là nấu cơm, xong là ăn cơm, xong lại đi còn đi làm thêm việc khác nữa. Chuẩn Lực cũng sẽ lại phải là di chuyển đi về, là không ở nhà, không ở đây để ăn cơm cùng với lại gia đình của bác. Đây chắc là hẹn để bữa sau thôi. Hay trong ngôi nhà thì hầu như là làm cái gì thì cũng đều làm ở trong nhà hết cả cô bác ạ. Mọi cái thì đồ dùng này kia thì có thể là còn để rất là bừa bộn. Thì rất là mong cô bác anh chị sẽ thông cảm cô bác nhé. Chuẩn Lực sẽ bảo các em là dọn dẹp lại thêm một chút nữa. Ra phía bên này thì chỗ để nấu cám lợn ấy, nấu bên kia là nấu bếp củi, còn bên này là nấu cám lợn. Thì thành ra là ngôi nhà nó có nhiều khói quá cô bác, nó không thoát được. Đây thì Chuẩn Lực nhìn thấy là làm đinh đinh treo treo đây, chắc là để dùng để treo đủ đồ hay sao ấy. Vì bây giờ nếu mà cái cách bảo quản, thứ nhất là không để chuột nó vào ấy, thì chỉ có là để trên cái gác bếp như này của bác này thì nó sẽ không, chuột nó sẽ không có vào được, tại vì là nó khói quá, khói nó đặc quá. Cũng xin cảm ơn tất cả các cô bác anh chị đã đồng hành cùng Chuẩn Lực trong cái thời gian vừa rồi. Và hẹn gặp lại quý ông bà cô chú ở sống tiếp theo trên kênh Bản Em Thôi Bác, để cho gia đình là nấu cơm ăn cơm. Quỳnh gửi một lời chào tạm biệt tới các ông các bà nào. Con xin chào tạm biệt các ông các bà. Con xin chào tạm biệt các ông các bà. Rồi bye bye. Bye bye. Mình là gửi một lời chào tạm biệt tới các bác nhé. Con xin chào tạm biệt tới các ông, các bà, các cô, các chú. Ở trên tay Cháu Lực thì đang cầm những cái cốc, những cái ly mật ong mà vừa rồi Cháu Lực rót ra, thì cô bác cũng đã cảm nhận được là cái vị đặc sánh của mật ong là như thế nào. Đấy, còn ở phần bên này là mật ong khoái rừng cô bác này. Đấy, mật ong khoái rừng thì bà con phải đi lên trên tít rừng già khai thác về thì mới có được cô bác. Đấy, còn ở phía bên này là chè cô bác này. Cô bác nhìn cái màu chè thì một màu vàng rất là đẹp luôn cô bác. Bên này là mật ong bạc hà, là mật ong rừng và mật ong khoái rừng. Kèm theo đó thì Cháu Lực cũng có cái măng trúc rừng này cô bác. Măng trúc này thì được bà con đi trên rừng già khai thác về mới có. Ở phần bên này thì mảng Tây Bắc thì mới có măng này cô bác ạ. Đấy, ở bên kia là cái gói chè mà cổ thụ San Tuyết Hà Giang cô bác.